Hello tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cách đây cỡ nửa năm trước mình có mua một cái con bàn phím mới và một con chuột mới, nhưng mà do bận bịu quá nhiều công việc nên mình đã bỏ qua cái cơ hội để mà làm clip unbox cũng như là review cái bàn phím và cái con chuột thời đó của mình. Thì hiện tại bây giờ con chuột và cái bàn phím của mình nó lại gặp một số trục trặc, và mình đã quyết định là mình sẽ mua bàn phím mới cũng như là chuột mới kèm với một số món khác mà mình muốn cho anh em xem. Nhưng trước khi mình làm cái clip gọi là unbox và review cái combo bàn phím chuột mới của mình, thì mình muốn một lần nữa review lại, unbox lại cái bàn phím với cái con chuột mà mình đã mua cách đây nửa năm, để cho anh em biết được là cái sự lựa chọn cách đây nửa năm trước của mình thật sự là bây giờ nó vẫn có phù hợp đối với anh em hay không, cũng như là có phù hợp với khả năng tài chính của anh em hay là không ha anh em, cũng như là nó có những cái đặc điểm gì ha. Và sau đó chúng ta mới đến với cái clip khác review và unbox cái con chuột và cái bàn phím mới của mình. Thì đây mình bật miếng chút xíu ha. Đây sẽ là con chuột mới. Và đây cũng sẽ là chiếc bàn phím mới của mình. Mình sẽ làm cái clip khác. Còn clip này chúng ta sẽ quay về với nhân vật chính của chúng ta. Đó là con chuột và cái bàn phím cũ của mình. À, thì giờ đầu tiên chúng ta cùng nhau đánh giá về cái ngoại hình của nó trước. Thì mình cũng mới vừa vệ sinh lại. Chứ hồi nãy thì bàn phím của con chuột của mình nhìn rất là dơ ha. Thì cái bàn phím này nó là cái bàn phím tên là Atas ZA 981. Đây. Nó là bàn phím này hiệu Atas. Thì cái Atas này là một cái thương hiệu cũng mới nổi gần đây thôi, chứ không phải là cái thương hiệu lâu đời hay là uy tín gì lắm. Nhưng mà nó cũng thật sự là có một cái uy tín nhất định trong vài năm trở lại đây. Thì cái hiệu của nó là Atas ZA 981. Đây. ZA 981. Con này được làm ở Trung Quốc nha nè, Trung Quốc ha. Thì tôi mở cái hộp cho anh xem là, nhưng mà trước tôi không có quay clip unbox cái phím này, review lại người yêu cũ thì là cái phiếu hướng dẫn thôi, shop ha. Thì trong cái bàn phím này nó cũng sẽ tặng một vài cái keycap tặng kèm theo cũng như là cái switch. Hình như là họ có tặng tôi một cái cây dùng để gỡ key cap á, mà tôi làm mất cái cây đó hay gì, hay là tôi bỏ cái cây đó đâu rồi ta, tôi nhớ là họ có tặng á. Thì đây là cái key cap tặng kèm hết em, cái này mình có thể thay thế vô một số nút nè. À, cái đồ gỡ key cap ở đây nè, đây rồi. Để tôi mở ra ha. Đây. Con này thì sử dụng switch nha anh em. Tôi bỏ xuống, xuống. Con này sử dụng blue switch ha. Nghe rất là phê. Tôi không biết tại sao lại có một số người họ không thích blue switch, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi rất là thích switch ha. Con này sử dụng hot swap 3 pin. Blue switch nghe rất là êm ha nè. Đây là cái tiếng mình khi anh em chưa gắn keycap nè. Còn đây là cái tiếng khi anh em gắn keycap nè. Nút xoay vặn. Nút này thì nó có thể chuyển sang chế độ gọi là chỉnh âm lượng. Còn bình thường thì nó sẽ đóng cái vai trò là anh em chuyển cái chế độ led ha. Thôi sẵn rồi, để tôi mở cái máy tính của tôi lên để anh em xem ha. Cái led của tôi mà tiếng như vậy. Đây thì bình thường thì cái led của con bàn phím nó sẽ là như thế này. Anh em thấy không? Rất là sáng ha. Trong điều kiện ánh sáng đầy đủ mà nó vẫn có thể chiếu sáng như thế này ha. Này ví dụ như giờ anh em muốn chỉnh led cho nó mạnh lên thì anh em quay vậy, mà chỉnh led yếu xuống thì anh em xoay vậy. Đó, bình thường là cái nút này nó có cái chức năng là chỉnh led lên xuống như thế này nè, đó. Led lên, led xuống luôn đó. Máy nó đang khởi động. Ở đây chúng ta có cái keycap. Keycap này là keycap xuyên led nha anh em. Có nghĩa là cái ánh sáng ở phía dưới của cái nền của cái bàn phím á, nó sẽ dọi xuyên qua cái nút này và chúng ta có thể nhìn được cái chữ xuyên led ha. Nè, thì ở đây anh em thấy nè, bình thường mấy cái con bàn phím bình thường á, thì cái chữ á, nó sáng là nó sáng cái bàn phím thôi, còn cái chữ nó không có sáng. Còn cái bàn phím này là cái chữ nó sẽ sáng lên luôn ha. Anh em sẽ thấy là cái chữ này, chữ T, chữ Y, chữ U đồ nè, là nó sáng lên luôn, là keycap xuyên led ha. Này, switch nhựa thức của shock. Nó lấy nét hơi mờ xíu ha.
Có nghe cái in nhựa double shot này là làm sao? Cái in nhựa mà kiểu in nhựa double shot này là có nghĩa là khi anh em mà cào á, này lấy ví dụ cho anh em ha. Giờ anh em lấy cái gì nó nhọn nhọn sắc bén xíu nè, lấy nét cái. Rồi. Sao lấy nét nét hơi ấy ra. Rồi, dụ giờ cái chữ nè. Bình thường anh em mà sử dụng cái bàn phím mà dõm dõm xíu ha. Nút này nó màu đỏ, lấy cái hơi khó. Ví dụ mà cái bàn phím mà cái in nhựa mà kiểu bàn phím ngày xưa mà rẻ tiền á, là anh em cà 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 là cái chữ U này mất tiêu nè. Anh em cà 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 hoặc là cái bàn phím bình thường là cái chữ U này nó mất tiêu rồi. Đúng không? Còn cái in triple shot này là nó sẽ in lên đây luôn. Kiểu như nó bắn laser lên á, là anh em cà bằng một cái vật cứng gì đó là cà nó không ra ha. Này thì nó sử dụng chiếc profile Optimum chứ không phải profile Cherry. Còn mới của tôi là nó sử dụng switch profile Cherry. Để tôi gỡ ra cho anh em coi. Lâu quá không gỡ rồi, nhưng tôi hết nhớ gỡ là sao rồi. Tôi nhớ tôi gỡ được có một lần hai lần, lúc tôi mới mua về tôi gỡ con hai con tôi coi rồi tôi gắn lại tôi xong tới giờ nữa. Gỡ chặn ngay luôn. Rồi gỡ những cái bóc. Gỡ bằng tay nhanh hơn. Thì như anh em thấy là nó giống với cái nãy thấy không? Nè, chưa có gắn cái keycap lên thì nó kêu như vậy. Gắn keycap lên thì kêu như vậy. Nghe rất là phê ha anh em. Tôi lại thích cái blue switch này hơn là red switch hoặc là cái brown switch nha. Nó chia ra nhiều loại lắm. Cái loại blue á là cái loại nó sẽ có tiếng ồn. Nó sẽ ồn ha. Đúng mà tôi chưa đổi chế độ led cho anh em xem nữa nè. Cái dặn bình thường là nó trong cái chế độ này nè, đó là cái này là dặn là sẽ hạ cái độ led, giảm độ led, dặn cái này là tăng độ led đúng không? Còn nếu như mà anh em đè cái này anh em giữ. Ha, anh em thấy cái này nó chớp 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 không? Nó chớp vậy nè. Đó là nó chuyển sang cái chế độ gọi là chỉnh âm lượng. Rồi bây giờ tôi chỉnh vô cái màn hình máy tính của tôi nha, để tôi nâng nó lên chút xíu. Rồi. Góc độ anh em vừa phải thôi. Rồi, ví dụ nè, giờ nè, tôi chỉnh nè. Đó, anh em thấy không? Âm lượng nè, nè, chỉnh âm lượng xuống nè, đó, chỉnh âm lượng lên nè. Đó. Là cái nút này bình thường nó có thể phục vụ với ba mục đích. Mục đích đầu tiên là anh em chỉnh cái độ mạnh yếu của led. Mục đích thứ hai là anh em chỉnh cái âm lượng, mục đích thứ ba là anh em có thể chỉnh cái độ led. Anh em có thể đổi cái độ led. Rồi chuyển về cái dạng ấy cái đó. Đó, đổi chế độ led nè, đó anh em có thể chuyển sang cái dạng led mà kiểu giống như hơi thở mình vậy. Ba hồi nó đó, ba hồi nó hạ xuống rồi ba hồi nó tăng lên. Đó nó nhịp nhịp thở, đó nó kiểu giống vậy đó, hoặc là chế độ led khác. Nó chớp 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 khắp nơi vậy nè. Hoặc là anh em chỉnh sang cái chế độ gọi là anh em bấm ở đâu thì nó mới sáng ở đó. Anh em bấm chỗ nào thì nó mới sáng chỗ đó. Kiểu mà anh em chơi trong ban đêm ấy, hoặc là anh em làm việc ban đêm ấy, thì anh em có thể chỉnh như thế này. Tôi cũng có chuộng cái kiểu này lắm. Chế độ led là nó chạy vòng 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 vậy nè. Đó. Nó chạy khắp cái bàn phím mà nó chạy vòng 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 vậy đó. Hoặc là cái chế độ gọi là chạy kiểu như vậy. Hoặc là cái chế độ bình thường tôi hay dùng là tôi để cho nó led sáng hết trơn toàn bộ vậy nè. Đó, toàn vậy. Thì con này là cái bàn phím cũ của tôi ha. Hồi lúc tôi mua con này thì giá nó có 400. Hiện giờ hình như là giá nó vẫn 400. Con mới thì tôi mua con rẻ hơn nhiều lắm. Con mới tôi mua cái con mà anh em phải xem clip khác thì tôi không muốn tiết lộ đây, nhưng mà con mới của tôi là nó nhỏ hơn con này. Nó không có cái dãy bàn phím số bên đây. Nó không có cái dãy bàn phím số bên đây, nó chỉ có cái phần từ bên này qua tới bên này thôi. Nó sẽ cắt gọn lại, nó nhỏ hơn nhiều. Gọi là cái size bàn phím TKL. Con này thì size của nó là 98%. Nó giống như một cái con bàn phím mà full size vậy đó, nhưng mà nó sẽ rút gọn lại. Và cái lý do cốt lõi tại sao mà tôi lại quyết định là tôi mua một con bàn phím mới, trong khi con này như anh em đã thấy nó vẫn rất là ngon đúng không? Các chức năng anh em nhìn anh em đâu phát hiện là nó bị cái gì đúng không? Nhưng thật chất là nó bị một cái bệnh. Cái bệnh rất nặng. Nó gọi là cái bệnh gọi là double click. Tôi gọi là tức một click rồi tôi biết phải gọi như thế không, tại vì thật sự là cái bệnh nó tương tự như một con chuột bị tức một click. Ví dụ như giờ anh em cầm cái bàn phím này lên, anh em gõ cái chữ gọi là F đi, thì anh em nhấn một chữ F, thay vì nó ăn một chữ F duy nhất, có khi nó ăn ba chữ F, có khi nó ăn bốn chữ F, có khi nó ăn hai chữ F. Ví dụ như anh em gõ bàn phím, anh em gõ dấu đi, anh em gõ là toy là T O Y đúng không, anh em gõ tele, anh em nhấn chữ O thêm lần nữa là nó ra dấu O đúng không, anh em bấm chữ O cái nó quất cho mày ra thành ba bốn chữ ô, cái anh em bỏ dấu đâu được.
Còn anh em mà bỏ dấu theo kiểu gọi là veni, anh em nhấn chữ dấu số 6 đúng không? Thì anh em nhấn số 6 xong mới bắt đầu nó xuất hiện số 6 chứ nó không ra chữ ô. Tại vì nó ăn một lần 2 3 số 6, có khi nó ra một lần nguyên chảy số 6 3 4 chữ vậy đó. Còn phím này hiện giờ là chẳng giống như là anh em có thể dùng làm mục đích chơi game được. Nhưng mà anh em dùng để soạn thảo văn bản để làm việc là không thể làm được. Tại vì nó bị lặp phím. Mà nó bị lặp phím như vậy làm sao anh em dùng được? Đó là cái bệnh thứ nhất. Khiến cho tôi cảm thấy rất là bực mình. Anh em muốn xem cái dưới không bà? Cho anh em xem cái dưới này. Tháo này chẳng ai chứ không phải dễ tháo. Trời ơi. Sao tôi xem clip của mấy ông kia nó tháo dễ lắm, tôi tháo chẳng hay trời. Thôi đầu hàng đi anh em, tôi bỏ tay à. Tôi gắn lại gì đó. Rồi tôi tính là nữa tôi sẽ có cái cơ hội nữa đó tôi bán lại cái bộ combo bàn phím chuột này của tôi. Mặc dù hiện tại thì anh em thấy là tôi nói vậy đó chứ thật ra là chơi game vẫn im ha anh em. Nếu anh em dùng là mục đích chơi game là vẫn ngon, tuyệt vời, không có bị lỗi lầm gì hết. À, chơi game là anh em không có nhận ra nó bị bất kỳ cái lỗi nào hết. Chơi khi nào anh em chơi mấy cái lỗi, chơi mấy cái game mà gõ văn bản thì đó tôi chịu. Rồi vậy con chuột. Con chuột ha. Thì vẫn y chang như cái bàn phím. Đầu tiên đây là cái con chuột, cái hộp của nó khi mà tôi mới mua về là như thế này. Tên của con này là Tulex Deluxe, cái tên của nó là Deluxe M800. Đấy không? Con này tên là M800. Đây cái hộp của nó như thế này đây. Để lấy nét vô chút xíu. Đó. Anh em có thể thấy ha. À, nó pin của nó là 500 mAh. Đầu vào 5V. Tương thích với Win 7, Win 8, Win 10 gì đó. Nói chung là dùng để vậy thôi chứ thật ra anh em dùng Win nào cũng được, Win 11 dùng cũng được. Thì tôi mở cái hộp cho anh em xem nha. Con này thì nó cái bọc cái sản phẩm của nó rất là kỹ luôn. Mấy con này là tôi mua trên Shopee hết ha nè. Con này là bọc cái sản phẩm của nó rất là kỹ. Cũng sách hướng dẫn. Rồi nó cho mình luôn cái keo này nè, cái keo này là dùng để làm gì? Cái keo này là anh em sẽ dán ở phía dưới con chuột. Cái này nè. Cái này gọi là grip tape. Không không, cái này gọi là cái gì ta? Cái này không phải gọi là grip tape, cái grip tape là phía bên này. Cái này gọi là cái stick cái gì á. Là bình thường con chuột á nó sẽ giấu mấy cái con ốc vít để dành mở bung con chuột ra, nó nằm ở phía dưới này nè. Trong trường hợp mà nếu như anh em sử dụng nhiều lâu, dùng nhiều á là cái phần này nó sẽ mất đi cái độ rít của nó và nó sẽ trở nên trơn. Nó trơn rồi nó không rít nữa, anh em sử dụng nó sẽ không còn nhạy nữa. Thì người ta cho thêm cái bộ này để trong trường hợp mà nếu anh em cảm thấy là không còn nhạy nữa thì anh em gỡ ra. Hoặc là trong trường hợp anh em muốn tháo bung con chuột ra anh em sửa hay sao đó thì anh em gỡ ra. Rồi anh em gắn vô không còn dính keo thì anh em lấy cái bộ mới, keo nó sẽ mới, anh em gắn vô nó sẽ dính hơn. Thì con chuột này cái nó có cái đặc điểm của nó mà nó đẹp ở cái chỗ nào anh em biết không? Là cái chỗ led. Cái led của nó là cái đẹp nhất của con chuột này. Anh em nhìn nè. Led nhìn rất là đẹp. Anh em nhìn ban đêm anh em mới thấy đẹp. Mỗi lần anh em chuyển một cái tốc độ khác nhau là đổi màu led. Thấy không? Anh em chuyển tốc độ là đổi màu led. Đó. Chúng ta vẫn có phần mềm để chỉnh cái màu led mình muốn nha. Chứ không phải là không. Tại tôi thích màu tím tôi để màu tím. Tôi thích màu tím tôi để màu tím, được không? Thường nam tính. Thì nó có hai chế độ. Một là anh em có thể xài ghim dây trực tiếp cho tôi. Cái loại dây của nó là loại dây này ha anh em. Để lấy nét cái. Cái loại dây này thì rất là bền ha. Dây này là anh em không có sợ bị đứt. Nếu như mà cái dây mũ bình thường á, là anh em sẽ sợ bị đứt hoặc là nó tưa dây. Đó, còn cái cọng dây này là anh em khỏi lo, nó không bao giờ nó bị đứt cái chân. Cái loại dây nó như vậy nè. Có nghĩa là bên ngoài cái dây điện bên trong nó còn bọc cái lớp nữa, cái lớp này là lớp vải hay lớp gì ấy. Nó không hẳn là dây dù, nó giống giống dây dù nhưng mà nó xịn hơn. Thì con này ngoài chế độ ghim dây ra thì anh em có thể đứt ra. Anh em sạc nè. Anh em bật lên. Đó. Anh em xài bình thường. Rồi anh em muốn chơi chế độ gọi là gỡ ra anh em ghim kiểu giống như con chuột mà máy tính mà sử dụng pin rồi đó, cũng mấy cái chuột trong phòng đó, anh em gỡ cái cục receiver này nè, cục USB này anh ghim vô máy anh em xài bình thường đó chứ không gì. Trời ơi, từ trước giờ tôi mua tôi ghim dây mà tôi đâu bao giờ tôi tháo này đâu. Ôi.
chịu được đấy. Có dùng bao giờ đâu. Rồi để vô lại chứ có dùng bao giờ đâu. Rồi coi lại tiếp cái hộp ha. Bây giờ nó cũng có cái bọc để dằn đựng con chuột nè. Rồi thằng này. Rồi ba cái sách hướng dẫn thôi chứ có cái gì đâu. Đó, rồi nè, nó có chế độ chỉnh màu nè, anh em thấy không? Nó có phần mềm chỉnh màu nè, tại tôi không có chỉnh. Nói chung tôi không có tải cái phần mềm này về, nó để màu vẫn được, tôi không quan trọng dù màu lắm. Nhưng mà tôi thích màu hồng, tôi thấy màu hồng được. Rồi tôi có chỉnh đâu mà hồi xưa tôi chỉnh thôi tôi quên. Thì tôi mới cài Win rồi. Rồi thì chúng ta đến với cái lý do tại sao mà tôi quyết định là tôi sẽ mua con chuột khác, tôi thay thế con chuột này. Thì cái ông chuột này ông bị một cái vấn đề là bây giờ các phím xài bình thường, các phím chức năng là lên xuống trang web trước, trang website, lùi về lịch sử, hoặc là cái phím chỉnh tốc độ chuột TBI, phím trái, phím phải đồ là xài bình thường, không sao hết, LED lủng là đẹp. Nhưng bị một cái vấn đề là cái nút con chuột, cái nút con lăn này nè. Con lăn này nó bị một cái vấn đề rất là nặng. Là bây giờ tôi lăn lên lăn xuống nó không có dùng được nữa. Để tôi dùng thử cho anh em xem. À, ví dụ bây giờ tôi vô một cái làm chỉnh tốc độ nhiều mã ngành dữ ta. À, ví dụ bây giờ tôi vô báo cho anh em xem đi. Đây là fresh đi, ví dụ đi. Nè anh em nhìn nè. Tôi lướt đâu được đâu, thấy không? À, kiểu như lướt nó không có được ăn lắm anh em. À, thấy không? Anh em lướt 3-4 lần luôn nó mới chạy xuống được, thấy không? Có nghĩa là nước nó không có còn nhảy giống như ngày xưa nữa. Tôi nghi là do cái con này xài lâu quá nè. Do xài quá lâu rồi dùng nhiều. Cái cường độ mà tôi sử dụng hàng ngày nó rất là nhiều. Chứ tôi bấm cũng hơi mạnh tay nên có thể là nó đã bị lỏng hay là nó bị bụi hay sao đó. Thì tôi tính là bây giờ trước khi mà tôi bỏ hẳn con này, hiểu không? Thì tôi sẽ chơi là tôi tháo ra, tôi thử nghiệm tôi sửa được hay không. Cũng như con bàn phím này, tôi sẽ tự tháo ra, tôi gỡ từng một cái con switch ra, tôi sửa lại, tôi coi cái bản mặt của nó tôi chỉnh được không. Nếu tôi chỉnh được im, thấy không, thì có hai khả năng. Một là tôi để dập, tôi sẽ tiếp. Hai là tôi sẽ tạo một cái sự kiện, tôi give away cái con chuột với cái bàn phím này của tôi. À, nhưng mà ở đâu, ở kênh nào thì anh em phải tự biết. Cái này tôi không nói được, đúng không? Dĩ nhiên là tôi không làm trên kênh này rồi. Cái này bây giờ dùng để phục đích, ôi dùng đi phục vụ mục đích đó là chết tôi liền, đúng không? Đấy, rồi. Thì đây là cái video clip review lại tình cũ, chuột và bàn phím cũ của tôi ha. Thì anh em đón chờ video clip sau, chúng ta sẽ cùng nhau unbox bàn phím mới, chuột mới của tôi. Thì cũng gợi ý cho anh em là ngoài chuột mới, bàn phím mới thì tôi có mua thêm một số thứ nữa. Mô hình Gogeta. À, mà anh em đón xem.